Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm trang bán hàng trực tuyến online koreashop24h.com. Như các video trước thì tôi đã giới thiệu với các bạn về thành phần của nấm linh chi và công dụng của nấm linh chi. Vậy thì nấm linh chi có thể hỗ trợ chữa được những bệnh gì? Thưa các bạn, nấm linh chi với cấu trúc độc đáo gồm những thành phần có tính dược lý và có rất nhiều các khoáng tố vi lượng đã tạo ra một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Có thể gọi nấm linh chi là cải lão hoàn đồng, chống độc và chống lão hóa. Vâng, thưa các bạn, theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y Viện 108 cho hay, thì các nhà khoa học đã khảo sát và chứng minh về tác dụng của nấm linh chi đối với các đối tượng bệnh như là rối loạn lipid máu, thiếu máu cơ tim, xơ vữa động mạch, huyết áp cao, huyết áp thấp, viêm phế quản mãn, hen phế quản, ho ra máu, hay là những bệnh như về gan như viêm gan cấp mãn hoặc là xơ gan, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, bệnh thiếu máu hoặc những bệnh như là bệnh đái tháo đường, các chứng xuất huyết, các bệnh về đường hô hấp như đường viêm mũi, viêm da, những bệnh về mụn nhọt, dị ứng. Đặc biệt là đối với các bệnh nhân bị ung thư như các bệnh về ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung và những người bị hội chứng suy giảm bạch cầu do dùng hóa chất trong điều trị ung thư. Nấm linh chi dùng để tăng cường sức khỏe, tăng sự đề kháng của cơ thể và bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Tác dụng đối với phụ nữ thì nấm linh chi dùng để làm đẹp, đào thải độc tố, chống nếp nhăn và vết sắc tố da. Trên đây tôi vừa mới giới thiệu với các bạn về sự hỗ trợ của nấm linh chi chữa những bệnh gì. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm của nấm linh chi và các sản phẩm khác của Hàn Quốc, mời các bạn truy cập trang web koreashop24h.com hoặc gọi tới số điện thoại 0904886428 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở các video tiếp theo.